Hôm nay cô rất vui được làm việc cùng các em với những nội dung mới thuộc chương 3 đại số 8. Các em sẽ mang sách vở ra và ghi chép lại nội dung bài học ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại các phương trình chúng ta đã được học trong chương 3 này. Các dạng phương trình đã học. Thứ nhất, phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax cộng b bằng 0. A khác 0. Thứ hai, phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất một ẩn. Và gần đây nhất các em đã học về phương trình tích. Hôm nay cô sẽ giới thiệu về một phương trình mới mà trước hết các em cùng nhìn phương trình sau. Cô có phương trình x cộng 1 trên x trừ 1 bằng 1 cộng 1 trên x trừ 1. Cô tạm gọi phương trình này sẽ là phương trình sau. Và cái nét cảm quan đầu tiên thì các em có thể nhận thấy rằng phương trình sau này khác biệt và không thuộc dạng ba phương trình chúng ta đã học. Và cái sự xuất hiện của x ở dưới mẫu thức và chúng ta sẽ gọi những phương trình sau này là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Vậy cô mời các bạn cùng bước vào bài học hôm nay. Bài số 5, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Với ví dụ mở đầu, chúng ta sẽ đi giải phương trình sau vừa đề cập ở trên. Sử dụng các kiến thức các em đã học ở những bài trước, chúng ta sẽ cùng giải phương trình x cộng 1 trên x trừ 1 bằng 1 cộng 1 trên x trừ 1. Thứ nhất là chuyển các hạng tử có chứa ẩn sang vế trái, chúng ta thu được x cộng 1 trên x trừ 1 trừ 1 trên x trừ 1 bằng 1. Tiếp tục, chúng ta thu gọn các biểu thức ở vế trái, chúng ta tìm được x bằng 1. Đến đây, ắt hẳn nhiều bạn đặt ra câu trả lời x bằng 1 chính là nghiệm của phương trình sau ban đầu. Đó chính là những gì mà các em đã học ở bài trước. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể nhìn kỹ hơn một chút, chúng ta thử thay số và kiểm tra lại thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta thay x bằng 1 vào phương trình sau ban đầu thì mẫu số mẫu thức x trừ 1 sẽ bằng 0. Hay các giá trị của các phân thức 1 trên x trừ 1 ở hai vế của phương trình sau ban đầu không còn xác định nữa. Vì vậy, chúng ta có một cái nhận xét. Đó là x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình sau vì tại đó giá trị của hai vế không xác định. Vậy từ cái ví dụ mở đầu này, cô đưa cho các em một vài ý nhận định để chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu về phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nhận định thứ nhất, khi biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của phương trình, thì phương trình nhận được có thể không tương đương với phương trình ban đầu. Vậy từ cái nhận định số 1, chúng ta xét đến nhận định số 2. Vậy, khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, thì điều đầu tiên ta phải chú ý đến và đó là cái yếu tố khác biệt với các phương trình chúng ta đã học ở bài trước. Đó là điều kiện xác định của phương trình. Cô mời các em sang phần tiếp theo. Tìm điều kiện xác định của một phương trình.
Ở đây chúng ta sẽ có một vài nhận xét trước khi đi vào các ví dụ cụ thể. Chúng ta có nhận xét ở đây đó là gì? Các giá trị của ẩn mà tại đó ít nhất một mẫu thức nhận giá trị bằng 0 không thể là nghiệm của phương trình. Ban đầu, vậy trước khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, chúng ta sẽ cần quan tâm đến điều kiện xác định. Và điều kiện xác định của một phương trình chính là điều kiện để tất cả các mẫu thức trong phương trình đó khác không. Cô mời các em cùng áp dụng phần lý thuyết để vào làm phần ví dụ 1. Tìm điều kiện xác định của hai phương trình cụ thể sau đây. Ví dụ 1, tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Phương trình thứ nhất, 2x trừ 3 trên x cộng 3 bằng 5. Phương trình thứ hai, x trên x trừ 1 bằng x cộng 4 trên x cộng 1. Đây là các phương trình với phần mẫu thức khá là đơn giản. Chúng ta có thể xét ngay được điều kiện xác định của từng phương trình. Vậy chúng ta sẽ đi tìm điều kiện xác định của phương trình thì A. Ở đây thì mẫu thức đó là x cộng 3 khác 0 thì x khác âm 3. Nên điều kiện xác định của phương trình là x khác âm 3. Với phương trình B, ta thấy x trừ 1 khác 0 khi x khác 1 và x cộng 1 khác 0 khi x khác âm 1. Tổng hợp lại cái kết quả nên điều kiện xác định của phương trình là. Để giúp các em có một kiến thức sâu hơn và thành thạo hơn trong tìm điều kiện xác định của phương trình, cô mời các em làm bài tập trắc nghiệm dạng đúng sai sau đây. Áp dụng các khẳng định sau đúng hay sai. Ở đây cô có 4 khẳng định. Chúng ta sẽ đi vào cái khẳng định thứ nhất. Điều kiện xác định của phương trình 5 trên 3x cộng 2 bằng 2x trừ 1 là x khác âm 2 phần 3. Ở đây ta thấy mẫu thức là 3x cộng 2. Sử dụng kiến thức quen thuộc, các em dễ dàng tìm được x khác âm 2 phần 3. Vậy khẳng định ở đây là khẳng định đúng. Khẳng định thứ hai, phương trình 3x cộng 4 trên x bình phương trừ 16 bằng 5 có điều kiện xác định là x khác cộng trừ 4. Ở phương trình này, chúng ta thấy mẫu thức là một biểu thức bậc 2, x bình phương trừ 16. Chúng ta cũng có thể giải được dựa vào các kiến thức các em đã học ở bài trước, đó là x bình phương trừ 16 khác 0 khi x bình phương bằng 16 hay x khác cộng trừ 4. Khẳng định 2 là một khẳng định hoàn toàn chính xác. Khẳng định số 3, điều kiện xác định của phương trình x trừ 1 trên x bình phương cộng 4 là x khác cộng trừ 2. Ở đây cô nghĩ đến một vấn đề, có một cái mẹo mà các em có thể hoàn toàn vận dụng và nhiều bạn có làm, đó là thay trực tiếp các giá trị như là 2 hoặc âm 2 vào mẫu thức để kiểm tra xem mẫu thức có bằng 0 hay không. Vậy chắc các em đều có kết quả của mình. Nhưng với những bạn nắm chắc kiến thức hơn một chút, các em có thể thấy rằng biểu thức x bình phương luôn có giá trị 0 âm hay biểu thức x bình phương cộng 4 sẽ là một biểu thức luôn dương. Vì vậy, điều kiện xác định của phương trình này sẽ là với mọi x thuộc tập hợp số thực R. Vì vậy, khẳng định số 3 là một khẳng định sai. Với khẳng định số 4, chúng ta có phương trình x
cộng 1 trên x bằng x trên x trừ 2 cộng 1 có điều kiện xác định là x khác 0 hoặc x khác 2. Ở đây, nếu các em đã nắm vững về điều kiện xác định, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ lần lượt điều kiện của hai mẫu thức đó là x và x khác 2 sẽ khác 0. Nếu các bạn còn nhớ thì các bạn có thể sử dụng kiến thức của bài phương trình tích, chúng ta sẽ tìm ra được điều kiện đó là x khác 0 và x hoặc x khác 2. Như ở khẳng định 4 đã nói. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng với phần tìm điều kiện xác định của phương trình, nó sẽ khác với phương trình tích, đó là điều kiện xác định sẽ là tất cả các mẫu thức phải khác 0. Hay ở đây chúng ta không thể dùng chữ hoặc ở khẳng định này, mà chúng ta sẽ phải nói là x khác 0 và x khác 2. Vậy ở khẳng định này khẳng định sai. Đến đây, cô hy vọng các em thực sự đã nắm vững và thành thạo cách tìm điều kiện xác định của một phương trình cho trước. Tuy nhiên, điều kiện xác định mới chỉ là bước đầu tiên, công cụ đầu tiên để các em có thể giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Cô mời các em sẽ cùng bước sang phần tiếp theo, đi giải một cái phương trình chứa ẩn ở mẫu thực sự. Chúng ta bước phần 3 nhỏ, giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Có ví dụ thứ hai, giải phương trình x cộng 2 phần x bằng 2x cộng 3 phần 2 phần x trừ 2. Thế ở trên cái bảng chiếu chiếu, cô sẽ trình bày theo hai cột. Ở cột bên trái sẽ là phương pháp giải mà cô sẽ nêu rõ cho các em, và đó cũng sẽ là phần lý thuyết chúng ta sẽ cô đọng lại sau ví dụ này. Phần bên phải sẽ là bài giải của các em, là phần các em có thể trình bày tương tự đối với các phương trình chứa ẩn ở mẫu khác. Vậy chúng ta sẽ vào đầu tiên. Bước 1 đó là tìm điều kiện xác định. Ở đây chúng ta dễ dàng tìm được điều kiện xác định của phương trình là x khác 0 và x khác 2. Bước thứ hai, quy đầu mẫu hai vế của phương trình và khử mẫu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi quy đầu mẫu hai vế của phương trình trên. Vậy để quy đầu thì thức đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải tìm mẫu thức chung. Vậy mẫu thức chung của phương trình này sẽ là 2x nhân x trừ 2. Vậy chúng ta sẽ tiến hành đó là quy đầu và khử mẫu suy ra. Chúng ta quy đầu và khử mẫu suy ra 2 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 bằng x nhân 2x cộng 3. Ở đây thì cô có một lưu ý cực kỳ quan trọng đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, đó là sự khác biệt giữa phép biến đổi ở trên và phép biến đổi ở dưới. Chúng ta thực hiện phép khử mẫu, đây là một bước quan trọng, và các em chú ý sử dụng dấu suy ra ở đây. Vì như ví dụ mở đầu chúng ta đã nói, phương trình hệ quả thu được có thể không tương đương với phương trình ở trên. Vậy ở đây chúng ta sẽ có phương trình hệ quả 2 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 bằng x nhân 2x cộng 3. Đến đây thì các em thấy được đây là một phương trình quen thuộc và dễ dàng. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng giải được cái phương trình như trên. Vậy cô sẽ đưa luôn ra các bước giải tiếp theo. Chúng ta sử dụng
hàng đẳng thức, nhân đơn thức với đa thức, thu gọn và tìm được giá trị của x. Ở đây các bạn thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục làm như ví dụ mở đầu, chúng ta sẽ xem x bằng âm 8/3 có phải là nghiệm của phương trình ban đầu hay không. Bằng cách thay x bằng âm 8/3 lên phương trình ban đầu, điều đó đôi khi gây khó khăn cho các em trong quá trình tính toán và gây mất thời gian. Vì chúng ta đã có một bước rất hay, đó là bước tìm điều kiện xác định. Vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra xem giá trị tìm được ở đây có thỏa mãn điều kiện xác định ban đầu hay không. Và từ đó chúng ta sẽ đưa ra kết luận. Vậy ở ví dụ 2, x bằng âm 8/3 đối chiếu với điều kiện xác định nghĩa là khác 2 và 0. Như vậy thì chúng ta sẽ thỏa mãn x bằng âm 8/3, thỏa mãn điều kiện xác định và chúng ta sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng âm 8/3. Như vậy qua bài tập ví dụ 2, cô hy vọng các em có bước đầu hình thành những bước giải phương trình trừ ẩn ở mẫu. Và cô sẽ đọc lại cái phần lý thuyết cô đã ghi ở bên trái bảng đây để các em có thể thành một cái công thức chung để đi giải phương trình trừ ẩn ở mẫu. Cách giải phương trình trừ ẩn ở mẫu gồm có 4 bước. Bước 1, tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2, quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Bước 3, giải phương trình vừa nhận được. Và bước thứ 4, đó là bước kết luận. Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho. Cùng với lại 4 bước này, cô sẽ giúp các em củng cố thêm kiến thức bằng cách chuyển sang phần tiếp theo, đó là bốn nhỏ, đó là phần áp dụng. Chúng ta sẽ đi giải các phương trình sau. Phương trình A, x trên x trừ 1 bằng x cộng 4 trên x cộng 1. Phương trình B, 3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trên x trừ 2 trừ x. Và chúng ta đi giải vào cái phương trình A. Bước đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định. Dễ dàng được, điều kiện xác định là x khác 1 và x khác âm 1. Chúng ta sẽ đi quy đồng và khử mẫu của phương trình A. Chúng ta sẽ quy đồng khử mẫu. Một lần nữa, cô xin nhấn mạnh lại, đó là bước tiếp theo sau khi bước quy đồng, chúng ta sẽ thực hiện khử mẫu. Và đây là một phép biến đổi suy ra. Chúng ta không được sử dụng dấu tương đương ở phép biến đổi này. Vậy, hệ quả, đây là hệ quả của phương trình này. Đó là x nhân x cộng 1 bằng x cộng 4 nhân x trừ 1. Đây cũng là một phương trình rất là đơn giản. Các bạn có thể sử dụng các phép biến đổi, chuyển vế, thu gọn, tìm được giá trị của x. X bằng 2 đối chiếu với lại điều kiện xác định của đầu bài. Và chúng ta sẽ thỏa mãn điều kiện xác định và chúng ta sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình A là f bằng 2. Đây là phương trình B. Ở đây các em thấy sự xuất hiện của một biểu thức ở dưới mẫu, đó là x trừ 2. Biểu thức này rất là đơn giản, một điều kiện xác định của phương trình sẽ là x khác 2. Đến đây thì
thì chúng ta sẽ thực hiện quy đồng với mẫu thức chung là x trừ 2. Vậy ta sẽ có 3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trừ x nhân x trừ 2 trên x trừ 2. Hệ quả đây sẽ là 3 bằng 2x trừ 1 trừ x nhân x trừ 2. Phương trình này cũng là một phương trình rất là quen thuộc với các em. Chúng ta sẽ thực hiện các khai triển ở vế phải, chuyển vế để thu gọn phương trình đó. Đó là x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 0. Đến đây thì ta sử dụng hàm đẳng thức thu được x trừ 2 tất cả bình phương bằng 0 và thu được nghiệm của phương trình hệ quả là x bằng 2. Các em chú ý nhé, đây mới là nghiệm của phương trình hệ quả. Và chúng ta sẽ cần thực hiện thao tác cuối cùng, đó là kiểm tra lại giá trị này có thỏa mãn điều kiện xác định không. Vậy ở đây ta thấy x bằng 2 vi phạm điều kiện xác định ban đầu. Vậy sẽ bị loại vì không thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy chúng ta sẽ kết luận tập nghiệm của phương trình f bằng rỗng, hay nói cách khác đó là phương trình ban đầu vô nghiệm. Ý C, cô có phương trình 12 trên 1 trừ 9 đích bình bằng 1 trừ 3x trên 1 cộng 3x trừ 1 cộng 3x trên 1 trừ 3x. Điều kiện xác định của phương trình này, vậy các em thấy rằng 1 trừ 9x bình phương, đây chính là khai triển hàng đẳng thức là 1 cộng 3x nhân với lại 1 trừ 3x. Và điều kiện xác định ở đây là 1 cộng 3x khác 0, 1 trừ 3x khác 0. Và chúng ta sẽ tìm được điều kiện xác định là x khác âm 1 phần 3 và x khác 1 phần 3. Quy đồng, khử mẫu, chúng ta sẽ được hệ quả là 12 bằng 1 trừ 3x bình trừ 1 cộng 3x bình. Tiến hành chuyển vế thu gọn mà chúng ta tìm được giá trị x bằng âm 1 đối chiếu với lại kết quả điều kiện xác định. Vậy kết luận, vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng âm 1. Với bài học hôm nay, cô muốn các em đọc lại cho cô và trong vở những kiến thức sau đây. Cô đọc lại một lần cho các em cùng nắm vững. Bài hôm nay của chúng ta đó là phương trình trừ ẩn ở mẫu. Vậy đối với phương trình trừ ẩn ở mẫu thì với cách giải thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước thứ hai là quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Bước 3, giải phương trình vừa nhận được. Và bước thứ tư đó là kết luận nghiệm. Thì đối với phương trình trừ ẩn ở mẫu thì các em cần phải chú ý. Thứ nhất là điều kiện xác định của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu của phân thức khác không. Nghiệm của phương trình là các giá trị của ẩn thỏa mãn điều kiện xác định. Tuy nhiên thì cô cũng có một cái chú ý, đó là các em hãy luôn luôn linh hoạt suy nghĩ để đào sâu, để tìm cách giải mới khác biệt với lý thuyết, để có những lời giải ngắn gọn và thể hiện được vẻ đẹp của toán học. Cuối cùng, mời các em hướng dẫn về nhà. Về nhà, các em chuẩn bị cho cô xem lại các ví dụ đã thực hiện trong bài, nắm chắc cách tìm điều kiện xác định và cách giải phương trình trừ ẩn ở mẫu. Đọc trước cho cô trước bài định lý đảo và hệ quả của định lý Thales. Chuẩn bị các dụng cụ học tập cần thiết cho tiết hình học sau. Làm các bài tập 28, 30, 31, 32, 34, sách giáo khoa trang 22, 23.
Bài 39, 40, 41 trong sách bài tập trang 12, 13 và cô sẽ kiểm tra vào cái tiết học sau. Tiết học của các em đến đây là kết thúc.